Alo, Anh Thao à? vâng, Bác Hồng đây. dạ vâng, Báo tin cho Thao tí là mấy hôm nay nó bị lên em ạ. dạ, Mấy hôm nay con gái bắt đầu nó bị vù này. à, thì cái đi việc nó Chờ đợi lâu phải không? Em quen thì thấy nó mới chơi lại được. chờ đợi lâu Thì nhưng mà có phải là chú Thao nói với bác là khẳng định nó là con chim hay không? đúng rồi, tuyệt vời rồi. Thế là bác được hai con thì đúng theo nguyện vọng của bác này còn gì nữa. Thế bây giờ như này, con chim này bán cho bác thì thực ra đúng là quả tình là đúng là cũng không nghĩ là nó lâu lên như thế, bởi vì ở nhà nó chơi rất hay. Mà con đấy nó thích cái là cái giọng của nó rất đẹp, với bộ nó rất đẹp. Bộ to đẹp này, Và giọng gáy cũng hay này, thuần, độ cũng thuần gọi là cao. giọng cũng Thế nhưng mà hay. ví dụ bây giờ nó ra chơi với bác như thế, bây giờ bác lại tặng ông bạn hay là bán cho ai thì nó lại phải mất một thời gian. Bởi vì cái con Lại chim này là cái khả năng thích nghi của nó không do cái nền tảng cái người nuôi đầu tiên nó vực lên là người ta không tập cho nó thích nghi tốt. Thế con này là thì vẫn 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 thích hơn là con thứ hai, vì con này coi như là càng bây giờ nó mới lên thì lại càng khách đến thì càng hù, ôi càng cái rồi, khách lạ thì càng hù chơi cái giống chim chơi mà nó đã không lên thì thôi, nó lên thì nhanh lắm, nó đã lên một lần rồi thì nó lên suốt, mà nó đã ổn định rồi bác chơi thì bác không bao giờ chán con đấy luôn. Người qua này mà có khách càng khách lạ đến thì càng hù. Mà Thật sự con đấy nó giọng nó có độ rung nó rất là hay. rồi 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 Nhưng mà con kia thì nó lại hay chịu chơi, nó lại có cái màu sắc riêng của nó. rồi con kia thì này cái suốt ngày mà nó cũng lắm giọng. Nó con đấy thì nó cứ dâm gian, nó cứ dai dẳng, nó không biết mỏi mồm là gì, thế mới tại. Đúng rồi, con này Nên thì cái suốt ngày. là thấy hai con nó có hai cái màu sắc thì mới tuyển cho bác ấy. Nói thật ra là cũng tiếc lắm đấy, nhưng mà thôi, thấy bác cũng cao tuổi mà bác cũng tin tưởng thì thôi, chú Thao bán cho bác một phần có cái phần kỷ niệm và có phần ưu ái đấy, chứ không phải tiền bạc đâu. Tớ thì tớ bảo là cái hôm ấy tớ bảo là bây giờ mình vừa mua mà về chờ đợi hơn 2 tháng rồi, mà tớ chỉ tin tao là con chim này nó hay, hàng trăm con mới chọn được một con. Có Thế phải cho nên là chú Thao nói là bác tớ là cứ ngay từ chờ đầu đợi, bác chứ bảo còn thế về không? thực thì là nói Vâng. sai cũng là người, đúng hơn 1 tháng không có một tiếng gù nào. Nó có gáy thì nó cũng gáy, nó cũng cứ gáy để Vâng. nhìn nhìn mình nhìn lên nó lại trộm đợi không gáy Thế nữa. nhưng mà bác có thấy là bây giờ cái thực tế là nó gáy lại, và bác xem lại cái video gửi cho bác thì có đúng là vẫn là nó không? Đối đồng người rất là nói, vì tại để Đấy. là video của tao thì là màu, cái máy của tao là quay màu nó đẹp hơn, Vâng. đầu nó xanh rồi là mặt nó gầm nó hồng hơn, nhưng mà quay vào máy của tớ mới nhìn thực tế thì nó không được vậy, nhưng mà chính nó là đầu xanh đi tắm Con đấy mỡ bác to chịu rồi. khó, bác cho nó ăn đầy đủ khoáng các thứ rồi bác dãi nắng, con đấy con đuôi dài, con đấy mới là con số, đúng là phải hàng trăm con mới được một con chứ không phải là không đâu. Rồi 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 Con đấy quá đúng hay nguyên đấy. bản nó là theo như câu nói chúng ta nói bác là thôi bác bán kỷ niệm bác con này, nhưng mà không nghĩ là nó phải 2 tháng mới trở lại được phong độ. Không, mình cũng biết là có con chim là ở nhà chủ thì nó hay, nhưng mà sang nhà khách nó lạ nó cũng mất thời gian Vâng. đấy. Có con chim là đặc biệt nó như vậy đấy, ở chủ cũ rất là hay, nhưng mà sang chủ mới thì nó cũng phải mất thời Thế là gian bác lâu dính nó một mới trường hay. hợp của cùng hiểu bác, và trường hợp thứ hai, còn trường hợp thứ nhất là bác Chi ở trên Bắc Giang. Ôi trời, đúng 1 tháng 20 ngày. Mấy lần bác kia cứ bảo là thôi đổi cho bác đi, bảo thôi bác cứ nghe chú Thao, bác kiên trì đi, trong lúc nó bật ra phát gạ bác không mua lại, bác còn thôi 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 không, không, không mua lại. Bác cứ đây bác chơi, nên đâm ra con chim nó như thế, chơi chim nó phải lâu. Tớ thì tớ cứ bảo này, mẹ với mình cứ lăn tăn là mình bây giờ mình mà đấy, con chim này nó đã hay rồi mà không biết là chưa, nó chưa lên thôi, chứ còn bây giờ mà mình lại đổi đi thì không được như nó thì mẹ cũng dở. Thì bác đấy, nếu mà bác Ai không nghe chứ chú Trao bác đổi đi, có phải là bác hết cơ hội sở hữu con chim hay không? ta đang bảo là chẳng hạn như hết tháng này mà nó không lên đi thì mày cho tao mượn con chim mái, hay Đó. ai gửi xuống thì gửi cho tao con chim mái, tao ghép với nó để cho nó gù lên, nhưng mà bây giờ lên rồi không cần nữa. vâng Hay rồi, vâng cảm ơn rồi. Tuyệt thế vời là rồi. toàn nguyện nhá. Thế là coi Báo tin cho tớ luôn nhá. là bác báo Bao lại, thế giờ là mà cái chú cũng cảm thấy ăn ngon ngủ kỹ, cũng cảm thấy phấn khởi. bây giờ thì gần giáp Tết rồi, đến ra ngoài Tết là tao thích chơi con còi nữa, thì mai thì bao Coi giờ thì tao bây thích giờ chơi. có coi hay luôn, Bây giờ thì chưa lấy được, bây giờ thì đấy là có nó là cũng thông chưa. báo với bác là như thế, có coi hay luôn. Ngoài ngoài Tết nhá. vâng Có gì hôm nào ông đang lấy thì bác điện, anh đấy anh điện nhá. vâng vâng Thôi nhá, cảm ơn em nhá, thế là bác tư ơi ở rồi. địa chỉ nào nhỉ, ở chỗ nào nhỉ? Số nhà 34 Kim Nhiêu đấy. À, Kim Yêu nhỉ. Rồi rồi rồi, Rồi. vẫn nhớ cái số số đuôi này, nhưng mà cô quả tình nào từ hôm ấy quên bố, chả biết là còn hỏi lại, tại vì nó Nó nhiều nhiều, khách hàng, ấy đúng không? Nó nhiều nó khách hàng không quá cung cấp sao mỗi mà. ngày cứ 4 5 đơn hàng, bây giờ cứ cộng Rồi chồng lên rồi. một năm thì biết Thế ngày ai nào với tớ ai cũng đâu, mở, chỉ có khách hàng ngày nhớ chú nào. Thao thôi.
ngày nào tới cũng mở màn tới xem tin của tao mà. Vâng. Rồi thế, rồi, rồi thế cảm ơn bác nhé. Rồi, vâng, thế vui vẻ quá rồi. Vâng. Rồi. Vâng.